cảnh gia đình ít người biết về tiến sĩ trẻ tuổi nhất Việt Nam tại Thần tượng Bolero 2018. Tuổi thơ cơ cực đến ngày trở thành tiến sĩ, đặng danh gia đình. Nguyễn Duy Cường sinh năm 1991 tại tỉnh Nghệ An. Nguyễn Duy Cường, tiến sĩ triết học, chuyên ngành mỹ học, sở hữu chất giọng được giới chuyên môn đánh giá cao, lên ngôi quán quân Thần tượng Bolero mùa 3. Sau hơn 3 tháng diễn ra cuộc thi, nỗ lực vượt qua từng chặng đua, Duy Cường chiếm trọn trái tim khán giả bằng số phiếu bình chọn áp đảo 43,37%. Đây là kết quả không quá khó đoán vì học trò của Ngọc Sơn sở hữu lượng fan hâm mộ đông đảo. Thần tượng Bolero là cuộc thi hội tụ các giọng ca tiềm năng từ khắp nơi trên cả nước muốn thể hiện khả năng hát Bolero và dành tình yêu lớn cho dòng nhạc này. Duy Cường xuất hiện tại vòng tinh hoa bằng ca khúc Mưa đêm tình nhỏ. Chưa từng được đào tạo thanh nhạc, giảng viên trẻ Nguyễn Duy Cường đến với cuộc thi để thỏa mãn đam mê Bolero. Không sử dụng kỹ thuật trong giọng hát, nhưng chất Bolero được Duy Cường trưng trổ bằng cảm xúc. Chàng trai 27 tuổi chiếm được tình cảm của huấn luyện viên Quang Lê và Ngọc Sơn. Anh ba Ngọc Sơn cho biết đã tìm ra một trong những viên ngọc thô của cuộc thi năm nay. Anh còn ví giọng hát của Duy Cường như núi lửa ngầm có dòng chảy dữ dội. Tiến đến vòng thách đấu, Duy Cường mang tâm thế hát bằng cả trái tim và trải nghiệm của người trưởng thành để mang đến phần trình bày tốt nhất. Duy Cường và Châu Giang có sự kết hợp ngẫu nhiên trong ca khúc Cho vừa lòng em hoa 10 giờ. Cặp chị em không đấu nhau, nâng nhau để tạo nên tiết mục hấp dẫn. Duy Cường được lựa chọn vào vòng tiếp theo nhờ nốt luyến tinh tế và cảm xúc. Nhìn vẻ bề ngoài chỉnh chu, vui vẻ, hoạt bát, ít ai biết được quá khứ cũng như nỗi niềm luôn ấp ủ trong lòng của tiến sĩ trẻ này. Bố bị tai nạn giao thông từ khi Cường học lớp 1. Chữa trị ở quê nhà Nghệ An không tiến triển nên phải chuyển viện ra Hà Nội. Một mình mẹ của Cường vất vả đi đi về về giữa Nghệ An và Hà Nội. Vừa lo cho hai anh em Cường ăn học, vừa lo cho người chồng đau ốm. Cường và anh trai lúc ấy còn quá nhỏ, cũng không thể làm gì để phụ giúp bố mẹ. Nhớ lại khoảng thời gian cơ cực đó, Cường chia sẻ: tài sản quý giá trong gia đình đều được đem đi cầm cố để có tiền chữa trị cho bố. Mẹ thì trực suốt ở bệnh viện nên nhiều hôm hai anh em phải tự đi kiếm khoai lang ăn thay cơm. Thỉnh thoảng mình và anh trai lại phải nghỉ học vì chưa có tiền đóng học phí. Khi đó gia đình thực sự rơi vào cảnh cùng cực. Tất cả gánh nặng phải dồn lên vai người mẹ với bao nỗ lực, cố gắng cùng ba người con suốt 5 năm dài đằng đẵng. Đến khi kinh tế cạn kiệt, không còn khả năng để tiếp tục điều trị, cả gia đình đành đau đớn chấp nhận để bố của Cường phải cắt bỏ một chân. Đến năm học lớp 5, trong khi bạn bè cùng trang lứa còn đang mải mê chơi đùa, bố mẹ đón đưa đến trường, thì Cường phải một buổi đi học, một buổi đi làm thêm. Mặc dù vất vả và không có nhiều thời gian đầu tư cho việc học, nhưng Cường luôn là cậu học sinh được thầy cô, bạn bè yêu mến và ngưỡng mộ bởi thành tích học tập đáng nể. Bản thân anh trai Cường khi học hết lớp 9 vì hoàn cảnh không cho phép nên người anh đành phải nghỉ học để đi làm, phụ với mẹ nuôi bố bệnh tật và nuôi em trai ăn học. Sự hy sinh của mẹ và anh trai đã thôi thúc Cường quyết tâm học hành và làm việc để trở thành một tiến sĩ triết học rạng danh gia đình như ngày hôm nay. Đến với Thần tượng Bolero 2018 như một cái duyên. Âm nhạc đối với Duy Cường là niềm đam mê từ ngày còn bé. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình, anh chưa có nhiều cơ hội để phát triển tài năng của mình. Với Thần tượng Bolero, ngay từ những mùa giải đầu tiên anh đã theo dõi tất cả các vòng. Nhưng đến mùa giải năm nay, Cường mới quyết định đăng ký dự thi. Như một cái duyên, Cường đã vượt qua nhiều thí sinh khác và may mắn lọt sâu vào vòng trong. Với chàng tiến sĩ trẻ này, những ca khúc Bolero ca từ ý nghĩa, giai điệu nhẹ nhàng nhưng sâu lắng đã giúp anh thấm đẫm nỗi niềm cuộc sống. Khi mình đăng ký tham dự chương trình này, một số người tỏ vẻ nghi ngờ, không tin rằng một tiến sĩ triết học lại có thể hát tốt dòng nhạc Bolero. Còn lại tất cả mọi người, từ gia đình, bạn bè, học trò của mình đều ủng hộ và gửi gắm những lời chúc vô cùng ý nghĩa. Cường chia sẻ, lọt vào vòng tinh hoa, Duy Cường đã chọn ca khúc Mưa đêm tỉnh nhỏ của nhạc sĩ Hoài Phương. Chia sẻ về lý do chọn bài hát này, anh cho biết mình đã nghe ca khúc này nhiều lần và cảm thấy thật sự cảm xúc với ca từ, giai điệu của bài hát.
đối với dòng nhạc này, càng nhiều trải nghiệm cuộc sống sẽ càng hát tình hơn, sâu hơn. Mình tuy là một người trẻ, chưa có nhiều trải nghiệm cuộc sống, nhưng mình nghĩ rằng tinh thần là cái quan trọng nhất. Vì thế mình sẽ tận dụng sự trẻ trung để mang sự tươi mới vào bài hát này. Duy Cường cũng cho biết, đối với dòng nhạc Bolero, anh rất thần tượng thầy Ngọc Sơn. Vì thế, nếu ca khúc Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ may mắn được các huấn luyện viên lựa chọn, thì Cường sẽ chọn về đội của thầy Ngọc Sơn. Mặc dù chưa có cơ hội gặp gỡ tiếp xúc với thầy Ngọc Sơn ở ngoài đời, nhưng thông qua báo chí, mạng xã hội, thì mình biết thầy Ngọc Sơn cũng từng có tuổi thơ cơ cực. Thầy cũng là một người dành rất nhiều tình cảm cho mẹ. Điều này khiến mình cảm thấy có sự đồng cảm. Cường chia sẻ. Theo đánh giá, dàn thí sinh năm nay có những thí sinh rất mạnh, có những thí sinh đã được học tập bài bản trước đó. Ngoài ra còn có những người đã đi hát ở các sân khấu khác. Bản thân Cường chưa có nhiều kinh nghiệm sân khấu, tuy nhiên anh cho biết anh sẽ hát bằng sự chân thật, bằng cả trái tim. Đồng thời, qua giọng hát của mình, tiến sĩ trẻ cũng hy vọng có thể truyền lửa cho các bạn trẻ. Anh cũng muốn nhắn nhủ đến các bạn trẻ có tài năng nhưng còn rụt rè, chưa dám bộc lộ tài năng. Cuộc sống này chỉ có một lần, vì thế hãy sống hết mình vì đam mê, để mai này không có gì phải hối tiếc.